Nam mô Cai, cha năng chất sớm gặp phải bằng công để bật bệ thoa năng để sáng chấm đề số bóng phố chân đồ kỳ xá. Nên cứ chạy sai tòa ông bì cách rộng riêng sang tế phiệp tì trong Paris mà phải bay tỏ là một bọn bồn bồn rồi cao sập muối. Chia cách rộng riêng ông đã chết đại chìa chụp bắp mê không cao bóng cao bàn chụp bắp rồi thả thòm nguyên xâm rạp ảnh vọt bạch bọn này. Cách rộng riêng sẵn tế phiệp đi trong Paris cứ chỉ cho bạp mê đại bóng cao bàn cho bạp rột thả thông nối ngôi chỉ rột thả thông nối tam bài bảo chia thập tay xê rây và hụ bạc bà tôi bây chia tâm nạ ca lòn trả ca mình ai thư bàn tam tiền strong nơi khnông cách rộng riêng sẽ bị tâm nạ sẵn nhiều bài rồi môi này chúng đồ cầm bởi chia có đáy còn đây dường nhiên chú bạp nơi khnông ca dược thuê chỉ cố cứ chia chúng rất là ó đại dương không miên chụp bạp vì bố chồng ở khmai đất nôn tam bài bà chia thập tái cứ khmai chồng ở khmai đất nôn tam bài bà chia thập tái thì đây bà hữu bạc cứ khmai trao ca rột thom nôn tam bài bà chia thập tái thì đây bà hữu bạc dương miên rột thom nôn tơ bình ai bằng ca nơi chụp bạp tôi nên yên là khnong ca cho ruộng đất nôn chia bàn dương miên chụp bạp tôi nên yên tơ bê đại dương chia bố rột trong đằng đo trong tiềm ti trong to vá cứ dùng miễn chụp bắp con ông ca dùng một thôi chỉ cô làm bay tiềm ti to vá nâng cà pia sự thị âm na dù bọc bố rọt cà pia thừa ơi cà đồng ngon nhiều bài nốt cứ chỉ cà đồng ngon nhiều bài tam bài bà chi thập tài thì đây bà hộ bạc nâng mình tam bài cùng lịch tài ca nâng dạ cả địa phương tiệt tì được nè bóng ôn chân đuôn phía xá đời xa tài phục nhưng chưa tháng trong cho ruộng cà phê chia đòi sân tỷ thi đòi nị tỷ thi cứ trơ ca chụp bạc vì bước mình đây vô mình nuôi ai ná vô từ đã tam bản tuột prom đen và prom đen rồi viên không ai hay nâng xiêm không ai hay nâng yuan không ai hay nâng lao kỳ vô mình nuôi vô từ đã tỷ cứ kỳ vô chụp bạc chia rồi bỏ đen mưa mình khơi và mình ban hạt lần mình ban mình đăng biên tùm hôm và bên màn cứ chia được bỏ đại bạc một bàn còn tại chỗ bạc đi hơi đại kỳ dục từ cà bia thà bỏ ra tê chú liên biên bỏ ra tê màn ai dùng lô bùng đàn khó mại cứ miên chỗ bạc dục từ cà bia phìm bà thà nông cả đời này dùng lô cứ kỳ dục chỗ bạc nâng ai dục từ tiêm chia to và cà bia thà ní cứ chia bùng đàn khó mại ní cứ chia bùng đàn tiêm dương màn ai dùng lô bùng đàn khí tì dân cho bác cứ chia rồi bỏ đại a vô tờ cà phê chia bán đòi sân tệ vị thi đòi nhị tệ vị thi pro vật tất cả không ai bán cụ bình chạy rồi hai thả nở bê đại dương vô bỏ đại tế nà mua vô thuê chỉ cô vô bỏ đại tế bì nà vô thuê chỉ cô đập bay tục thả cà phê chia hai ọt bưng cho bạp ọn trả chia đại luôn ánh miên ọt bưng cho bạp chia đại luôn ánh miên vâng bò rà tế nà cứ dương nâng rủ liê đời xa tại bò rà tế nụt vâng bò rà tế bì nà có dương trâu tại chát chai có dương trâu tại bạch bạ ai cập hiệp chiết đời xa tại bò rà tế nụt bò dương thôi cũng kìm đầm bay cá phì chiết vinh Campuchia bà chỗ bón mình mên chìa Campuchia chìa ả nà chạc khu mai thì bà chìa ả nà chạc khu mai cứ khu mai khăn lặng khu mai chong bà yô thiê ខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំគឺខ្មែរខ្លាំងខ្មែរមានអធិពលផ្នែកវប្បធម៌អញ្ចឹងបើចង់វាយកំទេចប្រទេសណាឬក៏ប្រើសង្គ្រាមគឺអាចធ្វើបានភ្លាមហើយអ្នកដែលចាញ់សង្គ្រាមនោះត្រូវតែលើកជួយសារអាករយកមកប្រគល់ឲ្យប្រទេសឯងឈ្នះសង្គ្រាមចុះបើបច្ចុប្បន្នយើងទៅប្រើសង្គ្រាមយ៉ាងម៉េចបើគ្រាន់តែចំនួនពលរដ្ឋរបស់យើងតិចជាងប្រទេសជិតខាងផងនោះយើងគ្រាន់តែពីរខ្ទង់នឹងគេរាប់រយលានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវិញគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងទៅលើរបស់របរទំនិញនៃការប្រើប្រាស់ពីបរទេសភ្លើងអគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែពឹងទៅលើបរទេសតើយើងចង់ធ្វើសង្គ្រាមដោយយើងមានភ័ស្តុភារខ្លួនឯងឯករាជ្យមកពីណាយើងមានពលរដ្ឋច្រើនដោយពលរដ្ឋប្រទេសដទៃមកពីណាយើងមានឥទ្ធិពលវប្បធម៌ខ្លាំងដោយប្រទេសដតីមកពីណាការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមគឺយើងហ៊ានប្រើពេលណាគឺកម្ពុជានេះនឹងធ្វើជាទីតាំង
chi tổ nọp nơi chúng đua phù mặt sản dụ bài ban bò thì nâng cứ bàn tay chôn mọc cam của chi hai kỳ thả rõ hốt thả kê mọc cam bì khám mại kê mọc cầm đọc khám mại kê mặt đai miên bông non ạc rõ đọc khám mại tì chân ca đây dương chân cho rùm ca bì chiết vị thị xác này ca thua sân kriêm cứ mặt á chê vị thị xác đầy miên bà sơ tập hiếp chui khám mại bán thì nè cất bẹp ní kron tại ọ chất rõ bọc nè tay bọn nọ ca đại phô dương para vị thị xa hâm xa nên như có dương kron tại phơ ở ọ chất thầy dương trong dương môi chỉ vật ở bọ dương đi ca pi chia tay xua tháng ban đó chia thế bà chia cứ miên à thập tay dịp hiệp chia tay này vô bài khăn ông bà tế nâng vô bài cao bà tế kê mặt ban vô hâm xa dương tập ra đầm bây ơi à thập tay dịp hiệp không có tên nâng à thập tay dịp hiệp cao bà tế ai kia đi hai kê mặt đại vô hâm xa tập ra đầm bây bọn cao chia tùm nẹ tùm nôn ca tu tùm nẹ tùm nôn thuê phía kỳ tùm nẹ tùm nôn chỉ lẽ khả năng on trả chiết nâng chỉ lẽ khả năng đồng bon thì ASEAN đại cầm bông tài riêng trăm này bông bốn cho nôn phía sáng phần tế ni mùi đại cho mò khmai hay khmai thôi chi mình chặt tế ta đời xa vậy đời xa dừng pra hằng sáng rư co đời xa tài pra pra chú bắp tư bởi tế tổng ổ nâng cho mò hai miền phiếp mà khi nơi chụp buộc một bắp cư Campuchia chia bởi tế mùi miền sông lên mũi đôi và tế sinh chẳng tụi bây giờ am đây châu mà am đây chia và tế hạ nay bài hôm nay có đòi quân tài cứ miền sông lên tại mũi thì ót miền sông lên cho ra để xa tại ô am đây thông am đây chia hạ nay miền sông lên mà rồi mà phơi cách cá nghe cao và tế mà phơi tùm nệ tùm nôn cà tu ót miền sông lên mà rồi có ót miền sông lên mũi còn lạc đè cứ miền sông lên tại mũi smile peep khỉ chấm nước non còn lưa mọc vinh thả về để dương trong cho ruộng cà pê chiết nó squal chiết cứ chiết miền là thập tay dịp hiệp cứ nội bộ bài non bờ tê nâng nội bộ bài cào bờ tê nội bộ bài non bờ tê cứ cùng tao tụt đòn rồi biếp nâng bẹp bọt này cả đặc ngon nước non bờ tê chết dài mai cứ miền chụp bà bờ thom nôn chia chụp bà mê miền ông nai công phu tưởng bay nước non cả đặc ngon chiết bru cả đất nom đi cứ chỉ cả đất nom tam bài pro chi thập tài mình men bục cô nam mình nè cứ phở vây group yang thế cứ ông nai cầm pu tiền bay khnong cả đất nom chi ai nói thế ông nai cầm pu tiền bay nâng hơi đại thì nia từ lơ cả an wat trâm trâu tam đầm nai can thì tệ thì nâng cả group sự thiệp nó cứ ông nai cầm pu tiền bay nâng hơi cứ chỉ nè an wat đối với nền nội bài khnong bớt thế cứ khơi thế bằng ôn chuẩn đối với xã cứ cái yộc chú bắp yộc mà prà cứ rốt thòm nụy ông nai cầm pu tiền bày cứ chú ông nai cầm pu lại trơ thua tam cầm sờ thua nâng vị trí chỉ vẹt cứ sắp tới chú bắp tiết hài cô ca bắt bình chia tay non tiết hài ông nai này vô bài khăn ông bởi tế cứ miên bởi chia bố rốt thua chia mà chá này ông nai hay bởi chia bố rốt thua chia mà chá này ông nai mình mên bố rốt thở miên cầm lương hay thả bố rốt miên ông nai tế mình mên bố rốt lưu ta tay bố rốt khai tới chỉ nè miền sân tớ bởi bố rốt miền ổng nai thế cứ chụp bạp vì bố chụp bạp rốt thò mà nói bán cầm nọt vì ổng nai bố rốt bông ôn xùm ám nơi chùm bố kỳ bầy ổng chi sân nâng cả rần này cách rổ bọc bố rốt không hãy đại miền tầng ốc cứ đọc rằm buôn biệt ra xùm ám nơi nóng chùm bố kỳ buôn ổng bị rổ bọc này vô bài không hãy nơi nóng biệt ra hà sập mũi bàn bình chạy thả ổng nai tầng ốc cứ chia rổ bọc rồi chia bố rốt tại bộ luật cứ para ông nai từng ông nó cứ tam bây giờ ông nai này tệ bắn nhát này tệ bắt bắt nâng ông nai tụ lá cả nhưng chỉ bộ luật biên ông nai đây sao chú bạc hãy về để dân vô cho bạc vô tên này gì chỉ mua nâng mình trầy bao mình trầy nó cứ còn chưa mình trầy này hai chiếc dân trâu kia là o là anh à mình trầy này hai chiếc nó có sợ bài chất về để dân thưa tam cho bạc thưa tam làm nào cả này tệ vì thi tiết sau dân cứ ai chui chiếc bán tiền về để dân vô cho bác vô tên thì dây bập bác mình trái nó cứ chia mình trái đại bẹt lá thả chia mình trái tại tạm bất cứ lùm bộ bẩm này tạm bất cứ bọt chia tạm bất cứ lùi chia tạm bất cứ mình nhé có bộ kê bị bạ tốp tôl chỉ mùi nâng bố rốt để chết cho bác đây bóng khá đẹp cứ bộ bạ tốp tôl chỉ mùi bố rốt để chết cho bác bí bố sạp tay nhưng mơ đôi khỉ bố rốt tay chỉ bố rốt thì dây phía xa cho bác
ឯអ្នកដែលពាក់ស្លាកថាជាមន្ត្រីបណ្តែតតាមពិតគឺខ្លួនមានអ្នកលំអបអំណាចប្រជាពិធនោះបែរទៅជានិយាយភាសាដែលរំលោភច្បាប់ទៅវិញនិយាយភាសាមិនមែនជាភាសារបស់មន្ត្រីមិននិយាយតាមបែបក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈទៅវិញនេះជាគន្លឹះទី1ដែលយើងជាពលរដ្ឋមានប្រៀបបាត់ទៅហើយដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ច្បាប់ទី2បើគាត់កាន់តែកុហកភូតភរបោកប្រាស់យើងសួរសំណួរប្រដេញអំពីច្បាប់ភ្លាមអ្នកនិយាយប្រមាថមើងងាយនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកនិយាយប្រមាថមើងងាយនេះតើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីចំណុចណាដែលនិយាយឲ្យមើងងាយប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីមួយកាលពីមុនមានការបោះឆ្នោតគឺករណីដែលពេលដែលយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋឯកតនាមយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មយើងដាក់សំណួរទៅមន្ត្រីមន្ត្រីនោះគឺគាត់មើលងាយគាត់ប្រមាថថាយើងគឺថ្នាក់ទាបបំផុតត្រឹមរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ទី6មកសួរសំណួរមន្ត្រីបើអ្នកមិនចេះផងមកសួរសំណួរមន្ត្រីធ្វើអីអ្វីដែលពួកយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅវិញថាតើអ្នកដែលធ្វើជាមន្ត្រីនេះនិយាយភាសានឹងមើងងាយប្រមាថពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋអន់ពលរដ្ឋរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ទី6អ្នកនិយាយក្នុងនាមជាមន្ត្រីដែរឬទេយើងសួរឲ្យគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយបើគាត់និយាយថាគាត់និយាយក្នុងនាមជាមន្ត្រីចុះតោះថាតើមេត្រាណាក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងចំណុចណាដែលឲ្យមន្ត្រីមើងងាយពលរដ្ឋប្រមាថពលរដ្ឋបើគាត់មិនព្រមឆ្លើយទេយើងបន្តសួរទៀតបើអ្នកធ្វើដល់ជាមន្ត្រីអ្នកមិនអាចចេះឆ្លើយសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើអ្នកគួរតែទៅរកចម្លើយនោះឬក៏អ្នកប្រើជំរឿសប្រមាថពលរដ្ឋបើអ្នកធ្វើដល់មន្ត្រីហើយអ្នកថាយើងគឺជាអ្នកមិនចេះដឹងរៀនត្រឹមតែថ្នាក់ទី5ទី6ចុះបើយើងរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ទី6ហេតុអ្វីបានជាអ្នករៀនធ្វើដល់មន្ត្រីហើយមិនអាចឆ្លើយសំណួរពលរដ្ឋដែលរៀនថ្នាក់ទី5ទី6យើងគឺមានការជជែកវេកញែកគំនិតរហូតយើងអត់មានទៅប្រើកម្លាំងយើងអត់មានទៅប្រើការវាយប្រហារយើងអត់មានទៅប្រើប្រាស់ហិង្សាដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើទុកទោសមនុស្សមន្ត្រីបើទោះបីជាមន្ត្រីស្នេហាជាតិឬក៏មន្ត្រីលួចជាតិលួចជាតិមន្ត្រីមានះក៏ដោយនេះដែលខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាអំណាចរបស់យើងគឺអំណាចនៅក្នុងច្បាប់យើងគ្រាន់តែនិយាយភាសាជាភាសាច្បាប់ផងមន្ត្រីដែលអាក្រក់នោះគឺពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់តែបើជួបមន្ត្រីល្អគឺយើងប្រកាសជារីករាយទាំងសងខាងហើយយើងអាចចំណាយពេលវេលាធនធានចំណេះជំនាញចូលរួមការពារជាតិយ៉ាងប្រសើរបងកំហាបងស្ទឿនអង្គរ driver ខ្ញុំសូមបកត្រឡប់មកត្រង់ការចូលរួមអាចជួយជាតិបានវិញបន្តិចថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់កន្លឹះថាការចូលរួមអាចជួយជាតិបានគឺយើងត្រូវស្គាល់ជាតិថាមានអធិបតេយ្យភាពក្នុងប្រទេសនិងមានអធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍អធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសគឺមានន័យថាជាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងអាចហៅថាជាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាទំនាក់ទំនងធ្វើកិច្ចការងារការទូតក៏បានគឺហៅថាអធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសហើយអធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសនេះគឺមានជាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលក្ខណៈតំបន់ជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាដើមពេលដែលយើងចង់ចូលរួមជួយជាតិគឺយើងត្រូវតែចេះច្បាប់អន្តរជាតិដែលអាចធានានៅការធ្វើទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារការទូតទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរបើមិនដូច្នោះទេបរទេសដែលឈ្លានពាននោះគឺរងចាំតែការធ្វើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះពួកគេគឺចង្អុលខ្មែរពួកគេធ្វើបាបខ្មែរពួកគេនឹងមានឥទ្ធិពលស្រាប់តែទៅធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតក្រៅប្រទេសបែរទៅជាឲ្យយើងលើកដៃបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបានបាត់បង់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនទៅវិញដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់នៃការដឹកនាំនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញពីព្រោះការធ្វើទំនាក់ទំនងឬក៏អធិបតេយ្យភាពក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរគឺត្រូវស្របតាមច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីត្រូវតែធ្វើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
rồi cả sự bắt chết rồi cả cho hạt thật lệ khá nế nế cứ trở tế thuê sở tám rồi thòm đồn khu mai bà thuê sở tám rồi thòm đồn khu mai tớ ai bấm ra ai bởi dõi khu mai bà mình đối chứ nó tế cứ cách xạ rồi bắt ca tùm nẹ tùm nôn nút ọt miên áp chế kết chân cứ thuê khu mai bắt bong tùm nẹ tùm nôn ca tu rồi bắt mai hời bong hên hủy chân nơi khu nôn còn lưu thà chết tay chọn chỗ ruộng cà phê chiết bong bồn chân ruộng phía xa chết tam tan nơi rôl cảnh sát bắt được bắt cá nâng tụm nẹt tụm nôn cà tu đổ bọc mai cứ chưa còn lực đó tầm khăn thà ta cảnh sát bắt được bắt cá nâng tụm nẹt tụm nôn cà tu đổ bọc mai đi pra pra cách prom riêng san tiếp hiệp thì trong paris mà phải bay chỗ lá một bọn một đôi cao sập mũi hai đứa nở hẹn ấy ban nhập pra cách prom riêng nhà mình riêng hồn bong bồn chân ruộng phía xa vì bữa nó về để thuê cách xã bắt đầu bắt cá nâng tùm nệ tùm nông cá tút khmai cứ priệp đôi chia mà nụ đại miên ayu pram chnam bò đá tê sắp cổ bẹp giang tương ọc nụ cứ bụ kê đôi chì nệ đại miên ayu xam sập chnam xay sập chnam kê miên bọt bì sao kê miên chùm niên kê miên con lư kê miên dốt tử xa tương ọc xã khmai pra chế bạp thuê phía ký bụ kê miên ạ thị bồ liềm đôi chứ nê rồi cách xã bắt đầu bắt cá mình tha tay chỉ cách xã bắt đầu bắt cá xịt cách mình tha tay chỉ cách xã bắt đầu bắt cá tùm nệ tùm nông này bộ rừng nạp hiệp rừng đen tự cục nâng các mai tê cư pra cách rừng riêng xăm tế phiệp tì grong bà rì khu mai miên áp chư gật phiệp phiệp vì bố bò rà tê tầng ọ cư nâng màn ai dục lê tha bò rà tê mùi tiết nô cư mò gồm lô khu mai bò rà tê na tầng ọ có màn ai dục lê tha khu mai chập đâm tê tờ rô bò rà tê tiết hơi bắt bóng áp chư gật tiết hơi cư bỏ ra tế na tổng ốc lên ai dục lẻ bàn bố kênh prôn riêng xăm tiếp hiệp tì grong Paris cứ bộ kê bán cho hạt thả lê kha ruộm khỉa bong chân thị yên rục bu phóc xì phạm bộ kê bán cho hạt thả lê kha prôn riêng chiều mùi khỉa nhưng bỏ cây khỉa ở bàn tế khiếu mù tì họ nợ bết ai không ai ọt dục cách prôn riêng xăm tiếp hiệp tì grong Paris mà phải bay tổ la một bọn rồi cao xa môi thuê chìa côn cách xa bỏ đời bắt cáp này sẽ từ cách khmai ám bởi chấp bắt đầm chlai phliêm, mơ phliêm, bóng hóa phliêm nó không xa rồi bọc luôn tháng khmai cứ trở tay bỏ giác luôn chiều mùi chân bị bùa sẽ từ cách đè khmai hay nâng chân bán thôi cách xa bỏ đời bắt cáp chiều mùi kìa cứ chân bán bắt sập phía rồi khmai bán trâm mập hay phía rồi khmai trở tay bỏ giác luôn chiều mùi chân chân này nó vinh có mặt ai nơ sọc đòi lưu biện đi đại cứ trao tài viên bà hà một quỳnh đôi chứ nè ní con tài chia chùm này tôi phong đại phụ kê chấp bà đàm bằng hợp chia bằng đá bằng đá ông bì ca dục lê tiết hơi đâm bay ở mai cứ chế ti tăng để phụ kê ai bà bà ẩn thị bố nơi dô bài tôi thử vĩnh bà chăng thưa tùm nẹ tùm nông xê tự cách mẹ cách bồn riêng xanh tế phiếp tì grong phá rí cứ rô cách thả bà tì bát ca thuê phía kì thả đồng bọn thả on đá chết cứ trâu cổ rộp ảnh thập bà tay phía của mày cổ rộp tật thị mà nụ của mày đôi chứ này miền bò rà tê na đem mọc dục lê tha phụ kê trâu đã mù lửa tham dô thiê bò rà tê phụ kê mình ách dục lê bàn tha ơi để phụ kê bỏ đo chùm nuôi đó cả bỏ chứ nó nụ hơi cứ chia ca riêp chăm nụ hơi chia cách xạp rọt bắt ca đó lò phụ kê lên ách dục lê bàn to tự tiệt hai bậc mai dục cách prôn phía xanh để phía bà tì grong bà ri chì cô nó bê đẹp phơ cảm bởi chung là thân nạn bọn đây là về để cho hạt thật lệ khả ở vầy mùi cái đấy bỏ ra tết xinh xinh cứ màn á dục lê bán to tổ tiết tê đôi chứ nè chùm luộc phù mà xa này dô bài cứ trao tay bánh chọn bảo mình dô cách bộ riêng xanh tiếp hiệp dì grong bà đi thuê chì cô tế xã mơ rương y bì ế xã cô mở rộp cứ dô cô ca rộp bọc luôn thuê chì cô không ai cứ dô cô ca rộp bọc luôn thuê chì cô cứ màn á rộp chùm nói ruộm rộp chùm nói đo sai khơi tế cứ đăng tay mặc hàng miền ông na ông nàng riêng luôn chân cứ đo sai giống mày tại bây giờ cách prom riêng sang để phê tì grong Paris chân tha rụm lốp sự thị mà nô tớ miền ấy đã bây giờ bà tha mai rụm lốp sự thị mà nô chân miền này thả vô cách prom riêng sang để phê tì grong Paris tớ vô tớ giá cô mà rộp có đôi kia chân về đại miền bỏ rùa mùi chỉ cố rồi bỏ rùa mùi rồi bỏ chỉ cố cứ cá bắt đâm thật đó bọn ta là cá on ta chết đầm bay cắt dịch đây đầm bay rồi đầm nó sai viên đang chanh chia đầm nó sai bom ôn cho nuôi phải xa khiêm xôm với cá sở rộp nâng sẵn khai bọc vinh trong tháng chong cho ruộng
ការពារជាតិគឺយើងត្រូវស្គាល់ជាតិដែលមានអធិបតេយ្យភាពដែលខ្ញុំចំណាយពេលវេលាប្រមាណជាតិ10នាទីនៅក្នុងការនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពខ្មែរគឺនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសចង់ចូលរួមការពារជាតិគឺខ្មែរមានបូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកនិងអាកាសដែលបូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកអាកាសបងប្អូនឆ្វេងយល់ច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសិន Strangul Chuyên vô bị cho bác on đã chết sân đầm bay chia còn lứa thả dương 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 chuyên vô dương rô sân bà dương mình đai toàn rô ổng nàng bà dương mình toàn đai bà vị trị bà chia nóng cạp chịu bá lên để chạy tại đơn thì dây thả chụp ngư nâng chịu bà mình chia tê chụp ngư nâng chịu bà mình chia tê tiền nẹ mình đai bán riêng ổng pi tiền nẹ đai miên vị trị bà chia hơi nẹ ở riêng ổng pi vị trị bà chia vị thi xa này cạp chịu bà được chứ nè បូរណភាពព្រំដែនទឹកគោកនិងអាកាសខ្មែរបងប្អូនអាចធ្វើរឿងពីរបានទីមួយគឺការឆ្វេងយល់អំពីច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាពិសេសគឺនៅត្រង់ចំណុចមេត្រាទី1ទំព័រ271បងប្អូនអានទាំងស្រុងតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចខគឺការបញ្ចប់រាល់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលខុសច្បាប់ទាំងអស់ដែលខ្មែរមាន ខ្ញុំសូមរំលឹកនៅចំណុចមេត្រាទី2ទំព័រ271សូមបងប្អូនអានទាំងស្រុងគឺមានតែពីរចំណុចទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតគឺនៅត្រង់មេត្រាទី5ចុងទំព័រ271តទៅដល់ទំព័រ272ជាយន្តការនៃការប្តឹងផ្តល់ទាមទារនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីគឺយើងអាចបញ្ជាទៅតុលាការអន្តរជាតិបាន យើងអាចប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរបានចំណែកឯចំណុចចុងក្រោយថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីជាតិគឺនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមានសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺមានវប្បធម៌គឺមានអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះចង់ចូលរួមការពារជាតិគឺការពារសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរការពារវប្បធម៌ខ្មែរដែលជាសសរស្តម្ភរបស់ជាតិការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋគឺពលរដ
Đôi chân này riêng cho bác tiếng riêng tiếng cách bồn riêng xăm tiếp hiệp đi trong Paris riêng tiếng rõ thông nôn vì bố ca đại bóng bồn chạp đám riêng rõ thông nôn cứ bà này thả bóng bồn cứ riêng cho bác mê riêng cho bác công phu này cả bóng cả cho bác tôi nên đi cứ nâng thuở bóng bồn dàng hao chết cho bác tôi nu cứ sai sập phía rồi rư có hai sập phía rồi bắt tờ hơi vì bố cho bác mê ní kì dô khôi chứ cô nó không cả bóng cả bán cho bác tôi tiết nó không cả đặc nòm chiệt nó về để bóng bồn riêng rõ thông nôn hai công phê riêng chỗ bắp để ai cũng nói sẽ thì ông nay rồi bao dương chịu bố rốt hay nâng chỗ bắp nó cứ chỉ chỗ bắp để dương rốt nơ việc cho bắp cho mỗi nâng dương chia phần trăm ưu tùy ho chỗ bắp phu mà bà cứ chỗ bắp đầy thị bởi dương ai cho điên chê chỗ bắp đầy thị nó bởi dương nâng ai cho ngôn cà bia sẽ thị đầy thị rồi bao dương chịu bố rốt nâng ai bình chọc đó sai bằng nhà nô viên nâng lên tới chia smog smile viên nâng lên cả tu tiền bất tế hai cứ dương nâng ai chỗ luôn đó sai đòi sân tệ thì đòi như tệ thì riêng cho bác pi tiết đây chỉ cho bác chụp cho môi nâng bộ dương tơ tệ riêng rồi ngày đây nô cứ cầm pro một toàn nâng cầm rồi và về nị đây chia cho bác pro nơi cho môi nâng dương chia pro rồi cho bác cầm pro một toàn cứ miền này tham cứ chia cả đây đấy thôn ngủ đại dương tàu phương cả đọc sai ưu tiêu ho cả này để ai bắt qua từ đó lại dụ chỉ bất cứ cái pra cho bắp crom pro một tuần bom ôn riêng riêng tiếng cho bắp crom pro một tuần nâng riêng làm pi đầm na ca này tiêu chi này cho bắp crom pro một tuần phong pi pro đâm bay dương
chế bị vị thị xác nó không có ảnh vật rồi bỏ một trầy dương ở chế tế dương ở đăng tham một trầy nâng ảnh vật tam cầm sở thua nâng vị trí chỉ vệ rưu có ở tế hơi trong con lưu nít khiêm mình dễ thả bông bố ná riêng trong khai phư tôi chỉ nè cho bạp thôi chỉ mê tử vi chỉ có là bình chi chỉ bởi rìa chả nhá bông bố thua chọc vấn đề vậy để buộc nhóm sống đau rồi ngay thả bóng ôn riêng cho bạp bóng ôn riêng cho bạp nít cứ riêng nông niêm dương chỉ phô rọt cứ dương riêng đăng riêng đòi đăng hơi môn trái nó cứ mình ai bao dương bản mình khó ấy bóng ôn chứ nó thì xa dương đăng rụp bộ môn sống lo có cổ dân về đây kê đã sống lo có cổ ở dương mùi chán dương đăng đăng liêm thả nếu cứ chứ sống lo có cổ rư co mình mên sống lo có cổ chân cho bạp đã miên xa đã khăn xuyên tiết đây dương bà bà rồi ngay sơ tài riêng rồi ngay nâng cứ cầm bồ một tuần nâng cầm rồi bảo vệ đi chương cầu mới tiết cứ chụp bắp sự thị mà nô chụp bắp sự thị mà nô này cứ miền chụp nó non tiếng cách bồ riêng xăm tiếp tiếp trong Paris miền đôi hai nó non chụp bắp rồi thoa mà nô vận tay complex để bóng ôn ai vô chụp bắp sự thị mà nô tiếng ở nội vô mà đã có bài luôn phong cứ bóng ôn rồi xếp hơn mà cả ba chúng ta thả sự thị mà nô Campuchia cứ chiếc dịp hầu để bán chọn con ôi tại chỗ áp sức thị mà nuôi tiếng ốc cứ chọn con vô một đá nó không dịp hầu nâng hời chân vì chỉ chùm này để bóng bốn chú nuôi về xa chết đâm nâng vô làm vì chỗ áp sức thị mà nuôi rư có thầm miên dịp hầu chỗ áp sức thị mà nuôi ní phliêm phliêm rư có miên dịp hầu chỗ áp sức thị mà nuôi ní cứ bóng bốn cứ chập đau miên ổng nai phliêm vì bố nó bê đem một trái chuộp dương một trái khơi dương cứ một trái tầng ốc nó cứ chập đau chế phạt đồ ế đi dạ bọt rồi bọc luôn ai bọc chong chê bố rốt hay bọc hơn xếp hơ sử thị mô rồi bọc bố rốt liền bia chê thả chong chê chong bà mát cao sơ phê rồi thâu tế chắp đâm thôi bằng tình đoàn bố đâm thả về đẹp bố rốt miên xếp hơ cho bắp cả bọ tử vinh đòi phía xa cho bắp bố kê chê mần tới đây ní cứ bọc gọt dưới rừng mọt bọc gọt chê ha bịa xên tiết ọt chanh tì chương ca để bóng bôn miên dịp hơi chụp bắp nước non tiền ní cứ dịp hơi chụp bắp sự thiệp nô Campuchia này mình yêu ôn này mình yêu em cứ dịp hơi chụp bắp sự thiệp nô Campuchia để chỉ dịp hơi bán tròn tròn chụp bắp sự thiệp mà nô nước non nâng tiền ọ hơi để bóng bôn tròn riêng ông pi đùm na ca này tệ vị thi này ca bắt đầu bắt tiêm tiền tò bạc tiền nô khiêm xôn bắt đầu cùng nết phụ dương xôn bắt đầu cùng nết ở bóng bôn ai an sẽ phơ muối để miên chúa tha sẽ thị manu on trả chiết sẽ phơ ní cứ chiết sẽ phơ phía sau mai tế để sẽ phơ sẽ thị manu on trả chiết ní cứ riêng riêng đòi nhận say Ronald Smith quật cứ chiết ở đất nẻ rica phía sau ông ca giả và chiết chiết special reporter chương học nông sẽ phơ nú ai chui bóng ôn chuyên luôn đi xa ở school làm pi đầm na ca đi tìm thi này ca bắt đăng bắt đòn ưu thì họ về để chọn tờ rô của bọn tờ là ca on trả chiết ta cả này bẹp nát là đại dương ai có đăng bán phô rốt mà nè có ai có đăng bán phô rốt đậm nàng ai xã cung có ai có đăng bán cứ kê nâng pram bì vị trí xã nếu không dịp hơ cứ thêm nụ on trả chiến nâng chiến sau cứ kê bán sơ xê ông bì cả này sơ xam như nia đầm bây ở phụ dương ai chơi ca chú lọc bình chẳng riêng tiếng trực tây hơi dương mơ tiếng cả này sơ xa ní cứ chia đậm nà ca đại phụ dương còn bông tè riêng buộc nhầm có còn bông tè riêng đôi khi hay buộc nhầm nâng miên vẹn mũi đầm bay ở bóng phố bàn riêng đá cứ tam được dễ cam thì zoom ngày à tết cứ buộc nhầm nâng chạy đúng lên bóng phố chân đôi bị tam vì thì xa này cạp bất đồng vì bố cạp bất đồng tờ ông ca xa hạ bởi chi chiết cà rì ca tờ ông ca xa hạ bởi chi chiết cứ ai miên vì thì xa mà nè anh có ai riêng mà nè anh có ai bất đồng bàn đề này mình dụ ôn bóng bích cả nà dương ai bắt đăng trong điểm chia sẻ cùng đầm nang sẻ cùng và dương ai chia sẻ bịa bắt đăng nâng bàn phong đài chân bởi dương ai điên cùng lướt đi chơi vui dương bắt to đã bịa bắt đăng mà nẹ mùi hơi dương cũng đã luôn kia ấy tôi bây giờ dương đang bắt đăng rương đôi kia cả đói cứ dương thật đạp xin kia một đo cùng lướt đi bắt tích miền Brahman chịu buôn rồi tùm bò chiêng này mình dùn dịp hầu ní buộc nhau bạn kèn đạn nó không Facebook đấy cho mời nhà chú nẹ mình dịp hầu sử thị mnu on tà chia hay nâng dịp hầu sử thị mnu Campuchia ní cứ miền công bạc Brahman bà hai khní khả đá cứ buôn rồi tùm bò chiêng
Tại sự phần này, cứ chỉ sự phần để ai chui bóng bốn chân luôn phía xa cứ cả đại dương chập đà mà điên chạy cho bạp biết cứ chỉ bạc đề vọt là bắt đầu bắt nọt cũng đợt mùi đó sống khăn. Nhưng sự phần này, bục nhóm bàn scan. Khi xô mình chạy, bình trở lập mọc rương cả này bắt đăng bắn tích nâng bình chọc cả này nâng bình chọc cả chạy đồng lên nâng còn lạc mong đi. Thà, bóng bốn chân luôn phía xa và bóng bốn chọn bắt đăng. Tôi bây giờ bọn bốn miền cả này đôi khi có đòi ưu tiên họ tha bọn bốn và đang làm việc cả này đây mình đây cứ rụm lốp dốt đây kia được bọn bọn bốn chuẩn luôn phía xa ưu tiên họ tha đọc cửa xa cứ tập ban mình đây rụm lốp dương cũng bọn bốn khi đọc cửa xa nâng hai số xe bị bọn đăng tại mùi ấy cứ dương đọc cửa xa nâng cứ dương tờ bọn đăng đòi số xe bị bọn đăng chúng luôn đọc bạn này thằng mui cru sa miên bịa bằng đằng mui mui cru sa miên bịa bằng đằng mui hết ấy bạn chơi dương chẳng bay từ xe bịa bằng đằng mà đẹp mui ấy bậc cả lần này nâng đôi chân sa pro phụ dương chẳng ao phụ dương đi vật hạt nơ vị trí sạc nong ca bằng đằng đòn tiêm tia to vả vì pro phụ dương chưa thả tội là cá cứ chia rồi bỏ chiệt cứ chia ông nai cầm pu rồi bỏ chiệt mình ai đời xa tay kể chê tha tờ là cá cứ chia tờ là cá ạ dụt thì thua hay dương cho pu rốt sở lành chiệt đau chanh pi tờ là cá thì mình ai đời xa tay kê bỏ ma tờ là cá rư có kê na nu để thua ở dương cho pu rốt sọp tờ là cá hay dương tờ đau chanh pi tờ là cá dương tốt mình trai xa hai chiệt nâu tờ là cá cho bởi cứ bấm miên mình trai lui chiết đôi chiết có bát chiết mến dương rất tệ trơ tới chua bộ bọn tà lạc ca tì bố nâu tì nô cứ miên tiên mặt trời xe hạ chiết nâng miên tiên mặt trời ạc rõ dương đa chanh cho mặt trời lõ tà dương bán cho rùm cá bia quát mọc bí nà tì bay đại chiế còn nữ thà dương chế đạp bia bằng đăng mà nẹ bùi ní bông bộ ổn chân rùm bị xà bà dương thư ca priếp thiệt thả bờ kê bộ của lũi bần đăng kệ đạ tơ bần đăng kệ đạ tơ bần đăng kệ đạ tơ hỏi mình trai để phục rồi lui nu mình trai của pon tala ca để phục rồi lui nu miên cả này đó sai đó hốt vì pro che thì miên bần đăng rương phục rồi lui đã chô nhưng bởi dương chỉ nè để chọn cho luôn cà phê của pon tala ca dương đã bị bần đăng từ đây bằng cách cả na môi bằng putina ai ca môi khi môi bằng tròn môi dương mà đẹp môi cứ bọn đăng tay nâng mình vô rồi lưới hay dựng đã tam đầm na ca nâng đi tiệm thì nó xa đọc nẹ dựng đã tư môn trái xa hạ chết cốt từ tua ban bọn đăng chồng luôn đọc bọn đăng chồng luôn đọc đi dựng từ xa đã bỏ dương trẻ tiệt cứ dương cho bố rốt đã bị bọn đăng mên tại dương trẻ cho bạp dương trẻ to ba dương trẻ tiêm kia dương mình vô rồi lưới đọc bọn đăng nê cương bật cót gì thôi ơi tổ lá ca nụ bỏ chia tổ lá ca đồng bốn nè cứ mặt ai mơ nghe bảo mát bố rốt thì nè đại chế mòn trầy ạ cọ nó vì môn lọp chi xe bảo lên đại bì bố ọt miên bố rốt tờ tiêm tiên tờ ta và ọt miên bố rốt tờ rô bố bọn tờ lá cá đôi nế tệ chi sọ tờ rô tay đôi bố rốt lùi ở lâu dân miên nè đại tờ rô tam tầm nơi ca đi tệ thì cứ mòn trầy đại ạ cọ nó cứ bì môn chi xe bảo lên đại ở lâu cứ chập đám prong priếp luôn hỏi đôi chứ nè ca đại dương pra bịa bằng đăng mà nẹ môi ní cư dương a chô chui sai chui thua oi bộ bọn tà là ca ní cư chia tà là ca đại sật nó nông ca tụt tuôn khó trâu rồi bỏ dương chia bởi chia bọt hay bởi dương đạ bịa bằng đăng hay dương chép sai tiền dương đọc nẹ mền dương đọc bịa bằng đăng mền té về đại dương tà lọc mọc với dương sai dương chập đâm niên bịa mây sật tên này dương bị bạp thả kê xua tà đạ bịa bằng đăng ở lối tí miền ấy thở lối cho đạp bịa bằng đắng thua bẹp nạc lá dương từ đó chụp cả là bình chi ao cả là bình chi sửa xe dương miền bịa rai ra bóng pi rương cho ba rương đồng na ca này tệ vì thi rương của bọn tà la ca nó khổt bởi dương ở thua tệ bóng ôn xạ xạ đỏ tà lọc thái dương ở đạp bịa bằng đắng tế tài dương miền bịa ấy đây này dây em bị đồng na ca này tệ vì thi dương miền bịa ấy này dây bị của bọn tà la ca tài dương miền bịa ấy dương của con chia bịa đại kê ao dương thì dây tha tà la ca cứ buộc rồi nuôi tà la ca cứ tê lê lạ nặng lại dương cứ nơi tầm miên bịa nâng ảnh tại bê đại dương chập đam từ hơi bắt vì sao từ ông nu bóng bôn chập đam chạy đồng lê chạy đồng lê đọc nẹ men phần đại đọc nẹ u thì họ tha phu ao mà nẹ tiệt trẻ bỏ riêng mà nẹ tiệt dương ban mà phơi nẹ sau tai kia mà phơi nẹ để che pi đồng la ca thì tệ thì mà phơi nẹ nâng cứ dương chập đam bùng ri tham tiệt
pùng ri thêm tiết đôi cáp sai rồi bỏ bụi dương tăng pi chập đam nữa ngày xôn ngày ngày tìm mùi rồi đó ngày bật bật này bong bốn khá cứ chập đam riêng đi dây con anh bắt thầy riêng chạy đồng lệ con anh bắt thầy bong bốn rồi màn ngày tầm màn chia mùi ở à, tình này bong bốn chập đam tờ rốt luôn anh tờ rốt xa rồi bỏ đồng miên tờ comment vì riêng ai à, cứ bong bốn dập chập đam phơ cái căng nên đi bắt thầy xa dương ở riêng tê xa dương ở đăng pi đồng nào cả ở đăng pi chập tê ta bong bốn với riêng ai à, và hai chia đôi sập đo tháng ASEAN có ASEAN tới ở đây khoai khoai ấy bom ôn chun ruộng phía xa bông cơm dương Campuchia cầu bom ôn chun ruộng giá kim sôm với cả sled nơ còn lướt đi và phần nâng dân thà trong châu ruộng chui chiệt bán cứ coi chiệt trong châu ruộng cà phê chiệt bán cứ trâu tay chế chụp chế pi đầm nà ca nâng ni tệ vị thi đẹp nhóm bực ni bán rum lệch bong bồn chân ruộng phía xa mùi mùi hơi ẩm pi đầm nà ca nâng đi tệ khi nâng strong vô cùng lực khla khla cứ bẹp bòn cho mùi nâng à thập tay phiếp bồn nạ phiếp nâng cả ta bà chìa bồ ruột chà nhưng à lời đi xa tay bụi chung bàn chùm nai bê là hốt đó là lời bồn bây đập mùi nè gì hay đấy nhưng à đó bọn ai chân chô ruộng nâng tin đi chùm mùi nâng bong bồn chân ruộng phía xa chà chân luôn bây giờ lỡ ông pi cả đại phụ dương để chia nợ ở chân chơi sập hay những chân xì bơ chọc khốn mà sao mình rụm lực bong phố nằm pi cả ta ấy đã đồng rồi ao miền tại sở thả ban tên cả ông pi hát ở đây thấy nợ chia ông cả xong tôi đã chia phía kia không ai trong ốc bố chú mùi nâng hạt lấy khay đại dịp bỏ tế mình ai riêng trong chân lưới sắc riêng trong chơi sắc hay nâng chân xì hơi chọc không bán thì hay để chứ sau khi truy an miệt ra thì mập hay mùi ní mập hay mùi đại nâng bị dìa em bị hạt táo nó ná kì đại chứ nhạc riêng trong chân lưới sắc hay những chân thì vừa chọc khô nát hay vừa máu ban dương đừng chạy đồng lên bong bóng và to tiết và ta hợp bao kỳ điệp chậm chơi sắc hay đừng chân thì vừa chọc khô nít để cho đẹp quan nào vậy đừng đừng ca điệp chậm chân phía luôn đừng chân phạt đô thì gần lại Campuchia nhé bong bóng chân nó bị xa lấy chân xung bao dục ai chứ xa nì bần tích đầm bay bàn án ở bong bóng chân đường phía xa thế tôi nâng ai chỉ xa cách rung lên sân đẹp thì gồm Paris trong này đại trâu bỏ sài này cứ thật là nông phía tì bà mùi đại phía tì bà mùi này cứ này dê ông bì là chăm xong bạc bản tết phía tì bà mùi mệt ra tì mập hay mùi nâng mệt ra tì mập hay bì phía tì bà mùi ca đọc lên lời sắc nâng chun si vơ chop khom ka đó lên chloi sắc nâng chun si vơ chop khom tiếng ớt trâu sâmrạch lâng khnong pê đọ chap rohah bomphot tam đai aich phơ tâu ban kraom ka đực nuom robo kana kamaka kana kamathika kakbat krohom ontrachiet doy thinia ka samrob samruol chmuoy damnang pises robo lok akkelikathika doy mien ka chuối ông bà thâm tam ca đại chạm bách ông ca manu sư thua ông đã chết xóm sớp xinh xinh tiết nâng bì hạt thật lì khơi tiếng lại miết tra tìm một phái bì biết tha chân xì vơ chọp khôn khén cư xâm đào tờ lơ cốp bộ côn đại mạnh mên chì chơi sắc hơi để ban ruộng chùm này đòi bà ca nào mùi có đói đó là ca to su đòi à vốt rư ca to su này dù bái hơi từ ban chập luôn rư khọt luôn đòi phía kỳ nào mùi đòi xa ca ruộm chồng này rô bọc luôn nụ cha này cứ chê mệt ra thì mập hay mùi nâng mệt ra thì mập hay bì bọc ôn chân ruộm phía xa đó là bọc ôn xa vừa ca trời hay bì chà ná nâng chồng này nì thả đó ca đo lên lưới sắc nâng chân xì vơ chọc khốm ní bây giờ bọn bọn trong rô này dùng một đấy ta bọn bọn tờ rô nâng nông ai cả xa nà
đầu tiên ta bị chơi sập này nhưng bị chân xì vân chọc khủng bà kà nà bóng ôn trong rô nơ đi dùng một đấy ta bóng ôn cua rô nơ ai cả xa nà tầm bây bình chạy thả nông hói cứ chia đi dùng một đấy rô bọc bị thà chơi sập hay nâng chân xì vân chọc khủng sau khi ai bị chạy chôn bóng ôn tầm đó chọc bộ bôn chân ruộng thị xã bò chân ruộng này dùng này bìa thả chân trời sắc cơ bông bôn ruộng này dùng này nước nông ai cứ xã cách bồng biên xanh tiếp hiệp tì krong Paris nâu trăng tùm bò mùi rồi bạch sập bà muối nước nông mê tra tì mập hai bì chà chân ruộng phía xa trong bóng phố này đây mình chú bác ai tàu rô nơ mệt ra thì mà phải bị này ai cả xa ní hay tâm lý tìm bì bóng phố bị chà ra nào mùi tiền nà thả táo bê đài đoàn lên chơi sắc nâng chân xì vân chọc khôm nì ta bê đoàn lên chơi sắc ta chơi sắc tư vô tờ ấy nà dù dù từ na bờ chọc đo lên quạt hai tao chơi rằng lưng cu từ điệp trầm ở tam từ điệp nè rứ co và kê đo lên chân xì vừa chọc khum hai tao chân xì vừa chọc khum nâng chơi sắc nít tao từ điệp trầm đòi từ điệp nè từ phía a chui mình chạy chun bong ôn tam mà bây đây từ kia vừa sắt nát trầm bong mình chạy tam cõi thà tao bằng cana kê đo lên chơi sắc nâng chân xì vân chọc khủng ta kê điệp trong tam bẹp nà kê điệp trong bẹp dạng mệnh trâu hỏi nâng nông miệt ra thì mà phải mùi nâng miệt ra thì mà phải phí nế kê ban sở xê cô ca mùi chụp luôn đại sở phí ai chui an mà đón tiên ở bóng bộ sạp hỏi ban sở phí ban phí trả nà đấy ai bởi tỏ máu ai chui ca trái dị chẳng ốc nìa thật ta chân xì vân chọc khủng hai nâng chơi sắc nì ta kỳ điệp trong bê đà kê đo lê nhói vô tư nè hay kỳ prao prác ở vị trí xa ná đồng bê điệp trong vô quản hay công lịch ở đồng lực ở hai thao bia cho bẹp quan nâng miệt ra nơi miệng nơi phía tí phạm của phía tí phạm ní vừa cho phía cho bẹp quan nâng phía tí phạm mùi ní hay bê cho bẹp quan nâng ổ phạm xâm quan tí bốn đài so phía ai chơi chạm vô chạm cáo bắt nâng lắm so phía khan an mà đón tiết làm mày ở bóng ôn bàn bị chà ná thả tao chân xì vân lý bề đọc lê chúng ta kê điếp trong đó là biếp nà hồi nâng chân là chàng chàng xử lý sắp chàng chân xì vân cho khốn lý bề được kê đọc lê chúng ta kê điếp trong đó là biếp nà xong chưa chà bóng bôn chân đồn bì xà xong cái việc nhóm lãng vánh cứ trong tùm phô mì rồi bài tập bằng bì tôi nhầm mình dù ôn bàn bằng chế bì bùa nâng nông ភាគទី6គឺមាត្រាទី21និងមាត្រាទី22គឺនៅទំព័រ187ហើយមាត្រាទី22ជាពិសេសគឺជាមាត្រាដែលបានឲ្យនិយមន័យអំពីជនស៊ីវិលជាប់ឃុំជនឆ្លើយសឹកឥឡូវខ្ញុំសូមអានថាមាត្រាទី21និងមាត្រាទី22នៅទំព័រ187ភាគទី6ការដោះលែងឆ្លើយសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំមាត្រាទី21ការដោះលែងឆ្លើយសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ត្រូវសម្រេចឡើងក្នុងពេលដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ CICR ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភតាមការដែលចាំបាច់អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសំដៅអំពីអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិសំស្របផ្សេងផ្សេងទៀតនិងពីហត្ថលេខីទាំងឡាយមាត្រាទី22ពាក្យថាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងគឺសំដៅលើគ្រប់បុគ្គលដែលមិនមែនជាឆ្លើយសឹកហើយដែលបានរួមចំណែកដោយប្រការណាមួយក៏ដោយ
đó là cả to su đòi à vốt rư cả to su này dô bái hơi trở ban chập luôn rư khọt luôn đòi phía kỳ nà muối đòi xa ca ruộng chồng này rô bọc luôn bóng ôn chân ruộng phía xa tôi chân nên đi dô mần đây chân xì vơ chọc khung khiến cho bác lọt nà nơi khúc nông để ta xì mập hơi pi bà bông bôn an ai xa cách prom priem bà bông bôn tờ rộp này dùm mình đây nâu xì phâu ai nà ai nây xê nhu cư bà này tham đi pra trả ông pi khlâm xa hời nhưng chân đăng chân xì vật chọp khôn khén thì dù mình đây cứ miên rồi chỉ sách nơi mẹ tra ti mà phải pi tùm bò mở rối bài tập bàm pi đối chứ nè kìm xôm chú lai tơ xùm nu ở thà tớ chân chú lời sắc chân xì vật chọp khôn khén tiếng ớ thà tớ về đây kê riêp chăm hay kê riêp chăm dốt tơ ảy nà. Chùm lời đồ bọc nhúng thà kà riêp chăm chân chlơi sắc kà riêp chăm chân xì vân chộp không kháng cứ kê riêp chăm tầm bay ở quát bán rút nơ đòi sốc đống ở rùm nía nâng đòi sọp chú bạc rư coi dân hào thà kà cổ rụp sật thị mà nổ chân cứ riêp chăm ở quát nơ nơ còn lại để quát mặt chất là không ca cho ruộng nó xong tổ mặt chất không ca tử vì pro tam rồi dễ ổ bạ xung phân thì buồn ca đẹp chăm chôn việc luôn chôn lạc đô thì cần lành Campuchia sớp tam mệt ra thì xong tổ sớp tam phía thì prám ban thơ ca bình trịa tha ca đẹp chăm chôn việc luôn cái đây chôn lạc đô thì cần lành cái đây chôn phía sắc chôn chơi sắc cứ đẹp chăm đòi mã chật chương miền này thà ta đẹp trong phố quật nà cứ trâu cổ rộp tám ca mã chật rồi bỏ phố quật hay trâu tại thiên nia thà đòi sẵn tệ thì đòi nhị tệ thì nâng nâng đòi sọc đông rộm nia đòi miên ca bóng co lạc nạ xung bạc nha dô bái xe thì cái chai nâng và bà thỏa ở lâu khi xung ruộm chùm này nâng không nông xung nu ní bà bà nâng xong ông bôn bị cha đàn na phim miên phim miên chia sầm nuo bật đành nhá mạo ní đã sầm nuo bật đành cái bông bôn ban trời bị cha na ta chơi sập nâng ba đây ta cầm lục quân sai chia sim hay sim lên đại chia còn toàn nâng đại chỉ dù thì nâng rồi ban phía kia trời phía kia lục sơn san sầm đại chế độ lục kiều sầm phòn chặt bàn ta chơi sập nâng về đại quạt trời bạn phía kia trời phía kia chả ban đứa cỏ phía kia lục phân phốt lục sơn xa nằm tầm lại chế nụ phân dự bạch đại trời bạn cồng lục khôn xanh chả bàn tờ chơi sắc chẳng ọt nụ về đại quạt trời bạn cu bạc lệ bạc ngạ bạc lệ bạc bạc gọp nụ bó đò sở lệ bó co trường khò cu bạc lệ bạc nụ bạc lệ bạc nụ bạc lệ bạc nụ bạc lệ bạc nụ bạc lệ bạc chứ nuôi về giả ta chơi sắp kẻ lại đại cu bạc để bạc chạp bàn về đại tư đo lên ta phụ quạt ai đo lên đôi bà chia bồ đoạt tu từ ban đại đất đi bà đo tiền bà quạt sắp tay chỉ ả đất chỉ còn tuộp đại tư ban cu bạc để bạc chạp bàn ả đất chỉ còn tuộp chia du thi chia bà lý chia thị hiên chia chiến nhạc đại ca nạ vụt trời ban cu phạ để phạ chạp bàn tha ơi chơi sắc lúc trời ban đỏ lệ ta riêng trọng pha mà đa tu tử đôi chia chân phía luôn nâng chân pháp đô ti ngờ lãnh tu tử tại phía luôn đời xa thằng kriêm phía luôn đời xa tại phía cây cro phía luôn đời xa tại ca tam sầm lắp đời prao bài con lia lia cả đời bằng này lúc cứ chỉ bộ đoạn này chỉ chân phía luôn tu tờ dụng cái chạy á không chân phía luôn miền tàng chân phía luôn đại chìa chìa mai đại chìa phía luôn ở xa tại sống kriếm phía luôn ở xa tại cái ca cắt tất cắt đây ở tờ dôn cắt tất cắt đây ở tờ xiếm phía luôn ở xa tại ca vừa này vô bài bởi chìa phía thốt phía luôn ở xa tại ca cũng kìm cũng hay lạ nơi khôn ông sợ máy đến cái bàn gì ông phiền luôn nữa lấy phiền luôn tại thôi giờ phun là coi chẳng hạn sau đời xa tại phiền cây cỏ ấy đó mong muốn nơi bên nút co phiền luôn đời xa tại phiền cây cỏ đời kia phần tay cây cỏ đời xa tại sòng kìm bên nữa lấy đi còn đi cả lấy còn miền trung phiền luôn này đó mong muốn
ែលខ្ញុំចង់និយាយភាខ្លួនហ្នឹងហើយនឹងភាខ្លួនមួយចំនួនភាខ្លួនដោយសារតែគេតាមសម្លាប់ដោយសារតែខ្លួនជាអតីតកងទ័ពឬក៏ជាកងទ័ពអញ្ចឹងគាត់ក៏រត់ដែរនៅហើយតែគេចាប់បានខ្លៃជនរីសក់ហ្នឹងណាជនរីសក់ហ្នឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគេចាប់បានអញ្ចឹងសំណួរម្ដងទៀតតើការដោះលែងជនរីសក់ទាំងឡាយជនស៊ីវិលជាប់ឃុំតើអាចដោះលែងដោយប្រើនៅសកម្មភាពទូទៅបានដែរទេឬក៏ត្រូវការរៀបចំការដោះលែងដោយមានលក្ខណៈពិសេសហើយជំនួយភាសាជួយរកផុសតាងតើហេតុអ្វីបានជាការដោះលែងដោះលែងធម្មតាបានហើយគឺយើងដោះលែងដូចតែប្រើនៅក្នុងភាគទី5តែសរសេរអំពីការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងហើយនឹងឧបសម្ព័ន្ធទី4ដែលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី4នោះចែកជា3ភាគរដ្ឋសភាចែកជា3ភាគឧបសម្ព័ន្ធទី4នោះមាន3ភាគដែលនិយាយអំពីការរៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងក៏ប៉ុន្តែតើការរៀបចំជនការរៀបចំដល់លែងជួយសឹកនឹងជនជីវលជាប់ឃុំនេះតើវារៀបចំតាមសាមញ្ញទូទៅដូចជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងទូទៅឬក៏ត្រូវការរៀបចំបែបលក្ខណៈពិសេសបើតែរៀបចំតាមដំណើរការនៃការរៀបចំជនភៀសខ្លួនដូចជាឧបសម្ព័ន្ធទី4ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខណៈពិសេសតើអ្វីទៅជាលក្ខណៈពិសេសខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនសាកល្បងពិចារណាសិនតើការដោះលែងឬសឹកនឹងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំនេះគឺត្រូវការរៀបចំជាពិសេសឬក៏អាចធ្វើតាមដំណើរដោយការរៀបចំជនភៀសខ្លួនទៅជនរាប់រងទីកន្លែងទូទៅដែរវាសូមមើលបងប្អូនមានបងប្អូនណាគាត់ឆ្លើយទៅជួយបងនរាជេងបងតាពូសៀមរាបខ្ញុំមើលកំណត់បងនរាជេងមួយសិនតើតើអឺដល់បងឆ្លើយសំណួរនេះគឺក៏អត់ទួងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំជនឆ្លើយដោះលែងឆ្លើយសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងមួយកាកបាទគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់មាត្រាទី21ទំព័រ187ពីតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកសម្របសម្រួលរួមជាមួយអ៊ុនតាផងជាអ្នកជួយតាមការដែលចាំបាច់មាត្រាទី21ទំព័រ187និងចំពោះគោចំណុចទី5ទំព័រ192 3អង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដតីទៀតជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភមាត្រាទី21ទំព័រ187 4ហត្ថលេខីទាំងឡាយជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលមាត្រាទី21ទំព័រ187ដូច្នេះនៃរបបបងនរាឆេងមានន័យថាការរៀបចំជនឆ្លើយសឹកការរៀបចំជនស៊ីវិលចូលគុំនេះគឺត្រូវការលក្ខណៈពិសេសណាបងឃីងហុងគឺជាជនឆ្លើយសឹកគឺជាមុខសញ្ញានៃដៃគូបរិបាកដែលมันអាចរៀបចំទៅជនភៀសខ្លួនឬក៏ជនភៀសសឹកធម្មតានោះទេណាអរគុណណាបងបងប្អូនចាក់ចូលកន្លឹះនឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យបងប្អូនសុជិពលីណាសូមសុជិពលីណាសូភាចុះឥឡូវខ្ញុំស្រាយថាការដោះលែងឆ្លើយសឹកនឹងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំនេះគឺបើទោះបីជាឆ្លើយសឹកនឹងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំនេះគឺរាប់ចូលទៅក្នុងជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដូចគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជនឆ្លើយសឹកនេះនឹងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំនេះมันអាចរៀបចំតាមដំណើរដោយជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងទូទៅទេខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យនឹងឡើងវិញឲ្យបងប្អូនចាប់កន្លឹះពាក្យនេះมันយល់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងសមាជិកប្រតិភិរដ្ឋាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងចៅក្រមក្រឡាមិជាបរិយាយាគណៈកម្មការកាក្រីពលរដ្ឋខ្មែរនិងព្រះសង្ឃបាននេថាព្រះសង្ឃក៏មានធាតជាពលរដ្ឋខ្មែរចៅក្រមក្រឡាមិជាបរិយាយាក៏មានធាតជាពលរដ្ឋខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានធាតជាពលរដ្ឋខ្មែរសមាជិកសភាប្រតិភិក៏មានធាតជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាមនុស្សពិសេសនៅក្នុងប្រទេសបានថាពួកគាត់មានតំណែងដែលអាចគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសពួកគាត់មានតំណែងដែលអាចគ្រប់គ្រងដឹកនាំតុលាការពួកគាត់មានតំណែងដែលអាចធ្វើផ្សព្វផ្សាយសាសនាដូចជាប្រសងជាដើមគឺបានន័យថាជាមនុស្សពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បែបហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអ្វីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលជាប់ឃុំក្តី
chơi sắp đây cứ quạt cứ chỉ chân phía luôn quạt chỉ chân pháp đô tì cái này đôi tại chân pháp đô tì cái này tôi tới gặp bạn mình còn đây quạt mình lạc đạp về xe bài quạt mà ai cái đẹp trong bài chìa lạc nạ đôi chìa để chia bộ đoạn khám ai là bên nút đại chỉ chân phía luôn là dọc xiêm chân đại ban pháp đô tì cái này là xa dọc xiêm kê chụp liếc bộ đoạn khám ai ở trên vì bật tí ở trên vì phùm dọc khám nào tu tơ chân thì cứ ní cứ miên lạc nạ chỉ trả là cách miên lạc nạ đôi tay để vô một nơi phần vô lực nông việt ta thì mà phải bình chẳng để ra để con miên lạc nạ phải xe đi hỏi tơ kê bằng cá trong lai tí mũi mà hồn hai đã vay ban kia tầm nuôi trong hàng đám hai đã vay ban kia chơi sạc nâng chân thì vừa cho không cứ ta ưu điệp chăm đòi lạc hạ nạp với xe mình ai cho điệp chăm đô chia chân phía luôn chân pháp đô tiền này thu thử chấm lại thì mùi xong bây tay chấm phúc có kê sở xe chấm phúc đi bà mùi đài bà sân bà cá ná chân sĩ vân chọc khung hai nâng chơi sắp lý cứ điệp chăm ban đôi tay chân sĩ vân xong tôi chân pháp đô tì cái này nâng chân phía luôn đủ tới kê bằng chôl chôl tực nông phía tì bàm tờ hỏi mình tí sở phía bà dư thá chơi sắp nâng chân sĩ vân chọc khung đi cứ ai nâng vừa đôi trái chân phía luôn được chân bạc đôi tiền này tôi tới kê bằng châu thằng nông phía tìm phạm hỏi mấy tế sao phía cha cha trâu hỏi tại ta ta phía tìm phạm nâng kê sao thay phía ấy sao phía chui an cầm nón chương chun bọc ôm một tệch máu phía tìm phạm cứ nì dì ổng phi bằng đa lạc nạ đại ai chui xùm rùa gật đó chân phía luôn được chân bạc đôi tiền này cam của chi phía tìm phạm mỗi cứ kê bắt đầu tôi đưa phi thông cứ ca đó lên chơi sắc hay năng cá đó lên chân gì vậy cho khủng cứ viên ơi cái này bọc bột chẳng viên nữa về về xong bay chạy bờ sân bờ viên đôi kia có kia mình đại đại chỉ mùi kia đại đó xong tu bờ kia đôi kia có kia mình bấm bay kia chỉ pi đại tại mau pi chân gì vậy cho khủng đừng chơi sắc đấy cứ chia lạc hạt vậy chẳng đấy cứ chia hai tiền mũi đại phần dưới là hai đó bình dương làm pi ở vây tới hai tha hai tay ban được bây giờ bình dương kế đó bảo hồn dương bình dương kế bảo hồn dương thả bình dương kế đã hai tay ban chia chơi sắc lực cả đó lên chơi chơi sắc lực chân gì mới chọn khủng đi cứ trời tại lưu điệp chọn bị xét rồi sao tại sông bay tại hiện thì pram hiện thì mỗi còn bảy thì đã trong đó chi phí có toàn hay đó bảo hồn có toàn hay đã số trẻ poli cho miên trong đó chi phí hay đó trong đó chi phí cứ ca đo lên chơi sắc này chôn xì vơ chọc không biết tao điệp chạm từ xét vì pru về tao ạ nó vọt ổ bạc xâm quan tì pi ở chọc sọc rục bà ca na ổ bạc xâm quan tì pi màn ạ nó vọt tế đại khát màn ai điệp chạm ca đo lên chơi sắc này chôn xì vơ chọc không tì pru chôn xì vơ chọc không đừng chơi sắc này vượt cao được cân nông ổ bạc xâm quan tì pi đại này dân phi Campuchia màn ai kể riêng bà ca na Campuchia màn ai kể riêng tế cứ bộ luật khám ai trời ban bỏ ra tiền điệp trăm là được bay trăm bay khai bay ngay chẳng cứ bộ luật khám ai cho cuộc ở tỉnh chàng cứ cháu thá bộ luật khám ai mà chẳng hiên vật tế thay chỉ bộ chạc vào làm lịch chẳng vô bộ luật khám ai tôi sẵn lập cháu đợi cho thay chỉ chạc vào làm lịch đôi tệ không miệt ra thì mà phải bí đại kia sổ xế nó bỏ bốn đại kia sổ xế bí chân thì vừa cho khúm á hay nâng chẳng này chơi chắc bánh cần chẳng này bê đài phía kì khám ai mình prom lùng sai con tọa tì tao nó nát kết thở dịp chăm chân xì vơ chọc khùng cả đã lâu mơ mơ bà lục hôn sai mình prom lùng sai con tọa phong chẳng con tọa lục bộ lục đại lục hôn sai chạp bán con tọa sở mai chả nụ con tọa lục sơn sang đại lục hôn sai chạp bán lục hôn sai kì xì mình chạp bán phơ mách đó lên cả bơ bơ bà phía kì bơ chọc lùng sai phong ở phía kia lục bộ lục mình lùng sai thế con tọa lục hôn sai con tọa ni ni phía kia khu bạn đấy bạn lại còn một phần bán ta còn phải lấy những mình có phải lấy được cái gì đấy chứ này cà riệp chấm chân gì rồi chọc khum đừng cà đó lên chơi sắp nắng lúc ta để bên cà rồng sai nếu con có nó phải búa con trọp này cụ quạ để bán nó chỉ nhẹ chạp cái gì từ bên đúng không ai hay hay và sân bờ hát ta lấy cây bò để thằng ó bằng bằng một phố mà ai ăn được quá ô bạn thằng quan thì pi rồi chọc sọc cục thế cứ yun rồi để chạp khai đã cùng chẳng yun mà ai đó lên khai thế yun chào khai ra chỉ búa chạp ở bọt hai nương bò trên đi đi chẳng chân để miên ca lúc đây chẳng chưa nông nông chấm non mà quan tập muốn nói chấp điểm đó sang mà quan muốn nói bài tập nữa nè từ chân hai đường yuan đấy cứ phải chăng niêm mà tầm hơn đó đó không ai sơ trả liền yuan control đời tôi biết phải chăng chân chân control làm đấy càng bảo rằng hai nương bò trên đi đi mệt phụ kỳ đừng tôi càng nghi ở miên tôi nhẹ tầm nông đấy thì cứ thưa tổng kia phải chăng yuan tôi biết nơi chăm chấp tập điểm
Nhi cư chia chúng nói để bóng cô này rộp bàn bay gần lại xâm khăn rừng chân việc luôn trong lọc đô thì gần lại Campuchia. Bộ khiêu mình cả chạy trong lệch và phần nâng bóng bồn chân luôn phía xa. Chúc nia xâm rạp cả sai nà phê bực xa ai tiết mong bầm bì gần lạc rô đọc bầm bay gần lạc nâng nì dèm bì. Cả đẹp chăm chân việc luôn trong lọc đô thì gần lại Campuchia. Bộ dân nâng chúc nia nâng có nông cạp sai mong rốt thông nôi đọc bì gần lạc mùi gần lạc. Chúc nia nâng có nông cạp sai mong bầm gần lạc bầm bì gần lạc nâng nghiêch đàn nì dèm bì phê thiên bọt chia tu tơ. Bộ dân liệp trong việc bản đồ bản đá nơi bạch đồng bóng sắp đá khói để trâu chứ sắp đá tỷ bấy trong tháng ngày đọc rộng buôn nâng tháng ngày mà phơi nâng xuống mưu sân cứ bộ dân liệp trong phí tháng ngày nơi khai bạch đồng bóng ngày đọc rộng buôn nâng tháng ngày mà phơi khang cầm bốt cứ bộ dân dụng ngày tìm mà phơi bạm nâng ngày tìm mà phơi bạm mũi để bóng bộ nà trong riêng người tạm khai xinh xinh ai nạc nha môn bán khai đập mũi buộc nhung pin hơi, xong đặc biệt mình đo mình đa nâng khai đập pi cứ buộc dương nâng từ khang cầm bông sau đây lại khai mũi buộc dương cầm tha từ sọc xiêm tay chạm mười chết đánh buộc non gà đi chọn pen can ở lại buộc nhung ban bông rừng từ sẽ cầm bắp hiệp đi cứ ca cho mình đo mình đa là tam khai ni mũi ni mũi buộc dương flop phơ cà pi môn tay buộc dương chuột chỉ lệ nạp to luôn ពីអ្នករឺក៏3អ្នកប៉ុន្តែពេលនេះគឺពួកយើងរៀបចំជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលយកតែម្ដងយើងហៅថា training of trainer គឺ TOT វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដោយរៀបចំពេលដែលអ្នកទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងហើយអ្នកអាចយកទៅចែករំលែកដល់អ្នកដទៃទៀតចឹងហើយបានគេហៅថាបណ្ដុះបណ្ដាលបែបជាគ្រូបង្គោលគឺធ្វើចំនួន2ថ្ងៃនេះជាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយឡែកឆ្នាំនេះពួកខ្ញុំនឹងបដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគូសទ្វារស្ថានទូតដែលជាភិក្ខុហត្ថលេខីការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺពួកយើងនឹងធ្វើគ្រប់ខេត្តក្រុងចឹងបងសំណាងបងប្អូនជំនួយភាសាកុំធន់បារម្ភឆ្ងាយពេកគឺរៀបចំខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំសម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងពួកយើងនឹងទៅខាងកម្ពុជារៀបចំខាងអ្នកកម្ពុជារៀបចំនៅគ្រប់ខេត្តតាមដែលពួកយើងអាចធ្វើទៅបានតែមួយខែពួកខ្ញុំយកតែ2វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទេព្រោះត្រូវទុកពេលក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាការបញ្ចប់ថ្ងៃនេះថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺពួកយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការគូសទ្វារស្ថានទូតដូច្នេះវាជាឱកាសដែលបងប្អូនជំនួយភាសាអាចផ្ញើសារទៅស្ថានទូតជាចំណែកនៃការគូសទ្វារស្ថានទូតភាគីហត្ថលេខីអាស៊ានគឺបងប្អូនធ្វើគូទ្វាររឿងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងពីរដែរតែទៅវេទិកាអាស៊ានហើយពួកខ្ញុំបានចែករំលែក3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកមាត់ហើយដែរពីរបៀបនៃការយកកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងពីរទៅជជែកនៅវេទិកាអាស៊ានជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់ថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាប